mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Hiện tại shop đang chuẩn bị lắp cản và thùng cho anh khách đi Vario. Thì nếu các bạn muốn lên thùng cho Vario thì GV thiết kế hai cái loại cản cho các bạn lựa chọn. Thì một là loại cản giữ được cản zin, hai là bỏ luôn cản zin. Thì anh khách chọn cái loại mà giữ luôn cản zin lại. Thì đây là loại Baga GV SRV, giá của nó là 900k, giá thời điểm hiện tại nha các bạn. Và miễn phí công lắp ráp. Thì cái loại Baga này, cái ưu điểm của nó là giữ được cản zin cho các bạn. Còn cái loại mà bỏ cản zin thì giá nó chỉ có 280k, nhưng mà loại đó nếu mà lắp thùng thì nó không có cứng bằng cái loại này. Nếu mà đi thùng thì mình khuyên các bạn sử dụng cái loại này tốt hơn. Và hãng cũng tặng kèm một cái đế loại to để các bạn lắp thùng nó cứng chắc hơn. Em khách chọn cái thùng B27NT, thùng này hiện tại giá của nó là 945k. Thùng này là thùng cũng nhập khẩu từ Malaysia của GV luôn. Và dung tích của nó là 27 lít và nó chống nước mưa tuyệt đối. Và thùng nó sẽ có hai cái chìa khóa đi kèm. Và cái khóa của nó rất là hay. Khi các bạn khóa cái nắp thùng lại thì đồng thời nó cũng sẽ khóa dính cái thùng vào cái đế luôn. Khi bạn rút chìa khóa ra thì không ai có thể lấy được cái thùng ra khỏi cái xe, trừ khi nào bạn gắn chìa khóa vào và mở thùng ra thì mới có thể lấy thùng ra khỏi xe được, rất là an toàn. Thì ngoài cái loại thùng đó ra thì bên mình còn rất là nhiều thùng của chính hãng của GV. Thì tùy theo cái nhu cầu và cái công việc của các bạn chứa đồ nhiều hay ít thì các bạn có thể chọn cái loại mà phù hợp nhất với các bạn. Thì tùy theo thiết kế và cái kích thước giá thùng nó sẽ khác nhau. Và mình còn có thêm thùng thông nếu như các bạn muốn lắp thùng hai bên thông. Và ngoài ra mình có các sản phẩm áo mưa GV, các dòng mũ bảo hiểm 3/4 full face lạc hàm của các thương hiệu KT, Yohi, LS2. Thì mình có để số điện thoại và địa chỉ bên dưới. Bạn nào có quan tâm thì có thể ghé shop tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.